cùng i Channel tìm hiểu tại sao nên xác định phân khúc thị trường và khách hàng tiềm năng. Phân khúc thị trường, Market Segmentation, là phân chia thị trường thành tập hợp các nhóm người có cùng chung đặc điểm. Có các đặc điểm khác nhau và giống hệt nhau, căn cứ theo nhân khẩu học, sở thích tiêu dùng. Nhu cầu, tâm lý, hành vi và mức độ ưu tiên để xếp các nhóm này, theo đó, việc phân loại sẽ giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong quá trình nghiên cứu, cải tiến dịch vụ và sản phẩm đồng thời đáp ứng tối đa nhu cầu của nhóm khách hàng đó. Trên thực tế, các doanh nghiệp không thể nào thỏa mãn mọi nhu cầu của từng khách hàng, chỉ có thể đưa ra các chính sách cho một nhóm khách hàng. Cùng một thị trường mục tiêu nhưng các doanh nghiệp khác nhau có thể áp dụng các cách tiếp cận phân khúc thị trường khác nhau tùy theo chiến lược của mình. Có nhiều cách để phân khúc thị trường, nhưng kiểu phổ biến nhất là các doanh nghiệp phân khúc dựa trên đặc điểm của khách hàng phân khúc thị trường theo thu nhập của người tiêu dùng khách hàng có thu nhập cao khách hàng có thu nhập trung bình thấp một số doanh nghiệp còn phân chia kiểu khách hàng vip khách hàng cũ khách hàng mới và khách hàng tiềm năng thị trường ngày càng rộng lớn đối thủ cạnh tranh ngày khốc liệt bên cạnh đó nhu cầu và sở thích của người dùng cũng không ngừng thay đổi do đó không có một sản phẩm hay dịch vụ nào có thể làm hài lòng tất cả mọi người không những thế Nguồn lực của doanh nghiệp cũng có hạn, thậm chí ngay cả những công ty hàng đầu cũng không thể đáp ứng toàn bộ thị trường. Vì vậy, nếu doanh nghiệp của bạn muốn giành được lợi thế cạnh tranh thì phải tìm cho mình một đoạn thị trường mà bạn có đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu. Mong muốn của khách hàng hơn hẳn những đối thủ chung ngách phân khúc thị trường giúp bạn hiểu rõ và xác định cụ thể các đặc điểm của đối tượng mục tiêu. Do đó bạn có thể điều hướng các nỗ lực tiếp thị của doanh nghiệp mình đến giới tính Độ tuổi, vị trí, thói quen tiêu dùng, sở thích cụ thể, xác định đúng đối tượng khách hàng mục tiêu là ai có thể giúp doanh nghiệp trong việc phát triển các chiến lược marketing đúng hướng và hiệu quả. Từ đó tạo ra thông điệp rõ ràng, nhắm đúng mục tiêu và trực tiếp thu hút được người thực sự muốn mua sản phẩm, dịch vụ của bạn. Tỷ lệ phản hồi của người dùng cao, chi phí chuyển đổi thấp chính là kết quả của việc tạo các hình thức tiếp thị trong cả thông điệp quảng cáo và nhắm mục tiêu nâng cao trên các nền tảng digital chẳng hạn như google, facebook bằng cách sử dụng phân khúc của bạn, phân khúc thị trường giúp bạn tạo được sự khác biệt do với các đối thủ cùng ngành hàng. những chiến dịch thông điệp mang tính cá nhân hóa và cụ thể khiến bạn nổi bật hơn khi khách hàng cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu, được phục vụ tận tình và được tin tưởng. họ có khả năng sẽ gắn bó lâu dài với thương hiệu của bạn. vì vậy phân khúc thị trường giúp bạn hiểu rõ được khách hàng muốn gì, cần gì. phân khúc thị trường giúp doanh nghiệp của bạn khám phá ra những ngách chưa được khai thác đồng thời còn giúp bạn sáng tạo nên nhiều cách thức mới để phục vụ tốt nhất cho nhóm khách hàng hiện tại. Đây chính là những cơ hội quý giá để xây dựng và phát triển thương hiệu mà quá trình phân khúc thị trường mang lại. Việc chia nhỏ thị trường, khoanh vùng nhóm khách hàng sẽ giúp bạn đào sâu nghiên cứu để cho ra đời những sản phẩm chất lượng nhất phục vụ cho từng nhóm khách hàng khác nhau. Việc phân khúc thị trường cùng với việc hiểu rõ nhu cầu, mong muốn và đặc điểm chung của nhóm đối tượng mục tiêu sẽ giúp gia tăng tỷ lệ chuyển đổi từ đó giúp tăng doanh số tối ưu lợi nhuận. Cảm ơn các bạn đã xem. i Channel là kênh update thông tin mọi thứ 24 trên 7. Vui lòng click vào nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin bổ ích hơn nữa bạn nhé.